Chiều nay, FLC Thanh Hóa đã lên đường di chuyển tới Hải Phòng để bắt đầu chuyến tập huấn của mình. Theo kế hoạch, trong hai ngày 19 và 20 tháng 8, đội bóng của huấn luyện Petrovic sẽ có hai trận sở hữu trên sân Lạch Tray. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đối thủ của đội bóng xứ Thanh trong hai trận sở hữu này vẫn chưa được xác định cụ thể. Trong khi đó, vào chiều nay, trong chuyến tập huấn của mình tại Đà Nẵng, Thác Quảng Ninh đã có trận giao hữu đầu tiên gặp đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tỷ số của trận đấu là 2-2. Ngô Đức Thắng và Mạc Hồng Quân là những cầu thủ đã lập công cho đội bóng đất mỏ, còn Melo và Tân Minh Gramong là hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà. Sau trận đấu này, Thác Quảng Ninh sẽ tiếp tục ở lại Đà Nẵng để tập luyện và có các trận giao hữu tiếp theo. Thời điểm V-League tạm nghỉ cũng là quãng thời gian ban quản lý sân vận động Hòa Xuân tận dụng để hoàn thiện nốt hạng mục mái che khán đài A vốn đang được thực hiện dang dở. Theo dự kiến, công trình mái che này sẽ hoàn thành trong tháng 8 để kịp cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng trở lại tập luyện và thi đấu trong tháng 9. Bên cạnh mái che, sân Hòa Xuân vẫn còn hạng mục bảng điện tử vẫn chưa được hoàn thiện.